Xin chào các bạn nhé. Các bạn nào đang dùng Facebook mà các bạn muốn thay đổi mật khẩu hoặc là các bạn đặt lại mật khẩu ở trên điện thoại thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách các bạn có thể đổi mật khẩu hoặc là đặt lại mật khẩu ở trên giao diện Facebook mới nhất năm 2024 nhé, dành cho điện thoại nhé. Rồi, để thay đổi hoặc là đặt lại mật khẩu ở trên Facebook thì các bạn thao tác cho mình như sau nhé, cực kỳ đơn giản thôi. Đó, các bạn vào Facebook giúp mình. Sau đó thì các bạn sẽ tại giao diện trang cá nhân này. Đó, điện thoại nào các bạn cũng có thể thực hiện tương tự nhé. Tuy nhiên thì ở trên điện thoại Android thì có thể là những cái phần thanh công cụ này nó sẽ ở bên trên nhé. Các bạn lưu ý nhé. Rồi các bạn chọn vào biểu tượng trang cá nhân này. Sau đó thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần bánh răng cài đặt luôn ở đây cho nhanh nhé. Đó, tức là đi vào cái mục là cài đặt và quyền riêng tư. Tại đây các bạn sẽ nhìn ngay cái phần đầu tiên là phần thông tin tài khoản, trung tâm tài khoản này. Có cái mục là mật khẩu và bảo mật. Các bạn sẽ chọn vào mục mật khẩu và bảo mật nhé. Đấy, đây. Và nó sẽ đưa các bạn đến cái phần là cài đặt tài khoản. Đây, đầu tiên này, mật khẩu và bảo mật, các bạn chọn vào cho mình. Khi các bạn chọn vào thì ở cái phần đầu tiên trong cái mục mật khẩu và bảo mật có cái mục là đổi mật khẩu nhé. Các bạn sẽ chọn vào. Rồi, các bạn sẽ chọn vào tài khoản Facebook này. Ở đây thì sẽ có hai cái trường hợp như sau. Trường hợp đầu tiên là các bạn vẫn nhớ cái mật khẩu cũ. Đấy, đây này, mật khẩu hiện tại. Thì các bạn điền vào cái mật khẩu hiện tại nhé. Và các bạn xác nhận mật khẩu mới. Đó, các bạn điền đầy đủ mật khẩu hiện tại và các bạn chọn mật khẩu mới sao cho nó trùng nhau là được nhé. Nó hai cái mật khẩu mới này nó giống nhau là được. Sau đó thì các bạn sẽ chọn cho mình là phần đổi mật khẩu là xong cái trường hợp đầu tiên. Trường hợp thứ hai thì các bạn không nhớ cái mật khẩu hiện tại, tức là không nhớ cái mật khẩu Facebook của các bạn, thì các bạn sẽ chọn cho mình vào là bạn quên mật khẩu ư. Đấy, các bạn sẽ chọn vào này. Các bạn chọn vào phần bạn quên mật khẩu. Và các bạn đợi một chút. Tại đây thì cũng có các cái phương án để cho các bạn có thể lựa chọn khi các bạn quên. Đầu tiên là gửi mã qua WhatsApp này, gửi mã qua email. Đấy, gửi mã qua thông báo trên Facebook, gửi mã qua SMS, tức là cái phần số điện thoại mà các bạn đăng ký ở trên Facebook ấy. Đấy. Và bây giờ nhá, các bạn có thể lựa chọn một trong 2 4 5 đấy, 5 cái trường hợp này thì các bạn muốn trường hợp nào. Đấy. Và đây 4 trường hợp thôi, nhập mật khẩu thì chắc chắn là các bạn quên rồi đúng không? Đấy, 1 2 3 4 thôi, còn 4 trường hợp thôi. Và ở đây mình sẽ lựa chọn qua cái hình thức là gửi mã qua SMS, tức là qua cái phần số điện thoại mà mình đã đăng ký Facebook. Rồi, các bạn sẽ chọn vào phần gửi mã qua SMS này. Các bạn sẽ tích vào cái phần là gửi mã qua SMS, cái có cái phần là chấm xanh ở đây hiện lên là được nhé. Các bạn chọn tiếp tục này. Đó. Ok. Và các bạn đợi một chút nhé. Đây, chúng tôi đã gửi mã đến số điện thoại. Đây, mình đã nhận được Facebook rồi này. Mã mình đã nhận được rồi này. Rồi, bây giờ mình đã điền xong cái mã này rồi nhé. Mình chọn cho các bạn, sau khi chọn xong cái mã, các bạn chọn tiếp tục này. Đấy, đợi nó xác minh thôi. Nếu mà đúng thì đúng cái mã gửi đến thì các bạn sẽ được đưa đến cái phần là tạo mật khẩu mới như thế này. Và các bạn lưu ý, nhập mật khẩu mới này thì các bạn hãy đọc cái phần chú thích nhé. Tạo mật khẩu mới có tối thiểu là 6 ký tự. Mật khẩu mạnh là mật khẩu được kết hợp giữa các ký tự số và dấu câu. Đó, mình đã thực hiện việc điền cái phần mật khẩu theo đúng cái gợi ý của Facebook. Thì bây giờ các bạn sau khi điền mật khẩu xong thì các bạn ở phía dưới này có cái phần là hãy đăng xuất tôi khỏi Facebook ở tất cả các nơi khác mà tài khoản có thể mở. Thì các bạn để đảm bảo an toàn, bảo mật thì các bạn hãy chọn vào để đăng xuất tất cả những cái tài khoản mà các bạn đã đăng nhập ở một vài cái máy khác hoặc ở các cái thiết bị khác, để cho cái tài khoản của các bạn chỉ có đăng nhập ở một thiết bị mà thôi. Rồi các bạn chọn tiếp này. Ok. Rồi các bạn đợi một chút nhé để Facebook cập nhật. Rồi, vậy là có vẻ như cái việc đổi mật khẩu của các bạn đã thành công rồi các bạn nhé. Rồi các bạn sẽ quay lại này. Đấy, các bạn quay lại này. Đấy, vậy là xong cái việc đổi mật khẩu hoặc là lấy lại mật khẩu ở trên Facebook, và các bạn có thể thao tác một trong hai cách mà mình vừa hướng dẫn. Các bước đổi mật khẩu hoặc là đặt lại mật khẩu cho Facebook trên điện thoại mình cũng đã vừa hướng dẫn xong. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn và có những trải nghiệm tốt cho các bạn sử dụng nhé. Và đừng quên để thấy video hay, các bạn nhớ like video và chia sẻ cho mọi người được biết nhé. Đăng ký kênh ủng hộ mình và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mình ra hàng ngày nhé.